Xin chào anh em, xin chào cô bác anh chị đang xem video trên kênh của A Chu. Xin thưa với các bác rằng là vừa rồi các bác cũng xem một hai video chúng tôi đang rèn cái dao Lam Khưa. Thì vừa rồi cũng sale ngày khuyến mại Black Friday. Thì vẫn còn một số con là cũng chưa chưa có chủ. Và chúng tôi cũng bổ sung thêm một số con vừa mới làm xong gửi đến giao lưu các bác, cũng trong cái đợt Black Friday này cũng giảm giá này. Nhưng mà ở trong video này thì tôi dành thời gian ra để mài sạch sẽ lại, dọn dẹp các thứ và quay chi tiết từng con một, và cũng đánh số từng con một. Từ đây ví dụ như đây là con số 1 thì các bác có thể nhìn nhìn thấy, nó cũng hơi mờ một chút. Các bác có thể nhìn đây, và đây là con số 1, thì các bác xem video và các bác xem thông số các thứ thì các bác chọn nó sẽ dễ hơn. Như hôm trước là mới mài được một hai con nhưng quay nó cũng hơi chung chung nên là các bác chốt hàng nó cũng hơi lăn tăn. Nên là trong video này tôi sẽ quay chi tiết từng con một. Thì ở trong này các bác cứ xem đến cuối đi. Đến cuối sẽ có nhiều con, ví dụ như là cái mẻ từ đây hát ra này. Chỗ này là từ đây hát ra là toàn thép Nam Cưa các bác nhá. Mẹ thứ nhất là thép bằng cưa, hai con này là thép chốt xích xe tăng. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết sau hai con này. Đấy, còn hai con này là thép nhíp. Đấy, những cái hàng đẹp thì các bác cố gắng đợi đến cuối nhé. Đấy. Thì video sẽ quay chi tiết cho các bác xem từng con một và thông số của từng con một. Đấy, thì là hai con này thì tôi sẽ quay sau cùng. Và giá thì cũng nói luôn cho các bác là với con số 1, con thép Nam Cưa này, nó là cán vỏ gỗ chắc. Bình thường giá chúng tôi bán nó sẽ khá là cao. Đấy, đây còn bình thường là cán vỏ gỗ chắc cũng không lỗi lầm gì cả. Đây các bác xem thì là con chỗ này thì cũng không phải là lỗi gì đâu. Cái chỗ này các bác xem nhé, nó cũng không phải sâu xiết gì đâu. Ấn là không không thụt, không bị mọt. Đấy, không biết là nó cán vỏ gỗ chắc đỏ đen, chắc này cũng cũ màu. Đấy, thì riêng con này bình thường chúng tôi bán khá là đắt, thì là đợt này khuyến mại cũng bán giá cũng rất là giao lưu với anh em chắn giấy 3 ly. Đấy. Con này thì là thép Nam Cưa này, một con này cán vỏ gỗ chắc thì là bán 1 triệu một con. Còn lại toàn bộ cái này kể cả chốt tăng rồi thì là thép nhíp, hai cái đống này, hai con này, bốn con này và bảy con này, đồng giá là 800 ngàn đồng một con các bác nhé. Chúng này bán đồng giá luôn. Đấy, còn các bác nào mà chuyển khoản thì chúng tôi bao cước. Còn các bác nào mà muốn nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thì các bác vui lòng thanh toán thêm 30.000 tiền cước nữa. Bắt đầu quay chi tiết con đầu tiên các bác nhé. Con này là thép Nam Cưa này. Đây là về ngoài các bác xem nhá. Các bác cứ xem kỹ nhá. Các khâu đồng là ôm sát nhá. Đấy, cán vào gỗ chắc. Thì cái con này cán nó sẽ hơi độc lạ một tí. Nó sẽ hơi kiểu hình chữ nhật này. Nó hình, nói chung là nó cũng nó không phải hình kiểu dạng hình elip hay là hình ấy đâu. Nó là hình hơi dẹt dẹt. Đây, nên các bác sẽ hơi độc lạ một tí. Vỏ thì làm cái đồng ôm khít, đục lỗ đẹp. Chắc này cũng không phải chắc, chắc lon, chắc chắc già rồi. Chắn đồng dày 3 ly. Con này là dài 27,5, dày chừng 7 ly các bác nhé. Rộng thì nó quanh quẩn rộng khoảng 5 đến 5,2 thôi. Rộng 5 các bác nhé. Các bác xem con dao mép nó mỏng ra thế này dùng rất là thích nhé. Mép chữ V. Con này là con đầu tiên gỗ chắc, full gỗ chắc, giá 1 triệu, các bác chuyển khoản bao cước nhé, giá rất là đẹp rồi.
Cái này ngày xưa mua bộ gỗ, độc gỗ này, gỗ vỏ này, một bộ hai tấm là 400 ngàn đồng, với cái cán là 50 nghìn này, 400 rưỡi này. Tiếp theo đến con số 2 các bác nhé. Con số 2 thì là cán vỏ gỗ vùng gỗ hương. Con này là 800 ngàn đồng. Thép cũng là thép mà, cũng là thép nam cưa. Đấy, những con nó dày hơn thì chúng tôi dồn vào đấy các bác nhé, nên là nhìn này. Đấy. Dài gần 28, 27,8. Dày chừng gần 7 ly. Đấy, cái này thì chắn dày 2 ly. Con này cũng đẹp, dáng đẹp này. Các bác xem nhân dưới sao này. Cái to con này, cái to. Cái đồng cũng ôm sát chỗ thôi nha. Đây là con số 2. Con này con số 3 này các bác nhá. Con này có trắng này. Con này vỏ dạng kiểu con hương chun này. Con này dài 27, gần 27, dày 7. Gần 27, dày 7. Bụng hơi to, bụng phình nhé. Con này con số 3. Tiếp theo đến con số 4 các bác nhé. Con số 4 là con hết chắn này. Cái này dạng gỗ chun này, hương chun này. Đây, với các bác nào mà dùng nhiều ấy thì tôi khuyên các bác là lấy những cái hàng nhỏ này nhé, không phải nhỏ đâu mà hàng này hàng tầm vừa này, vì bản thân chúng tôi cũng thích dùng cái tầm 25, 26, 27 này, chứ không thích dùng dài quá đâu, to quá đâu, nặng. Con này dài 26 mà dày chừng gần 7 ly, 6,5 ly. Dùng con này là lưỡi vừa này mà dáng đẹp này. Con số 4 này. Đấy, khuyên các bác là nên lấy những cái hàng này. Thứ nhất là bông gà các thứ nó cũng sẽ tiện này, đi rừng cũng nhẹ này. Tiện. Tiện hơn con to dài. Tiếp theo là con số 5 này. Đợt này thì cái vỏ chúng tôi đa số làm nó đều có cái gờ trên này, chứ không đào như ngày xưa nữa, nên nhìn nó cũng khác đi một chút. Số 5 cũng kiểu dạng lưỡi bay bay nhé, rất đẹp. Cái này lưỡi tầm dài 27, dày 7. 26,5, gần 27, dày 7. Đây các bác xem như này nó dễ hơn. Số 5. Khâu đồng bóng. Hút khít. Hút khít. Tiếp theo là con số 6. Con này cũng dài tầm đấy. 26,5 cũng dày 7 ly. Con này dáng bé bay các bác. Thật thon. Con này từ con số mấy này? Con số 6.
Tất cả các con này chúng tôi đều đo kích thước nhé, các bác cứ để ý nhé. Con này con số 7 này, con này thì to hơn này. Các bác thích hàng to thì chơi con này. Tất cả các câu đồng đều ôm sát vào gỗ các bác xem nha, các cái điểm dưới này và các cái điểm này, điểm này. Đấy. Con này nữa dài 28,5 cơ. Dày tầm 7 ly. Con này có số 7. Con này có số 8 này. Con này bộ vỏ đẹp này các bác này. Con này dáng đẹp này. Em rất là mỏng. Bác nhìn đi thôi chứ sờ mỏng lắm. Nó dày nó dọc thái tí rồi. Con này là con số 8. Lưỡi dài gần 29, 28,6 này, 28,7 này. Dày chừng 7 ly. Con này đẹp này, dáng đẹp. Nhìn bay ra. Con này con số 8. Rồi, đây là dòng thép nam cưa các bác nhé. Các bác nào mà chốt con nào ấy thì các bác cứ xem lại kích thước các thứ cho kỹ. Con nào phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình ấy, thì các bác mua. Chứ đừng lấy dùng nhiều mà lấy cái loại to dùng nó mỏi tay xong là nhiều bác lấy xong về chê lặng quá, dùng nhiều lặng quá. Đấy, thích con loại nhỏ hơn. Đấy. Thì các bác nên cân nhắc nhé. Tiếp theo hết cái phòng nam cưa này. Bắt đầu đến con số 9 và con số 10. Thì là hai con này là đều từ thép tốt xích xe tăng. T62 nhá các bác nhá. Hàng này cũng hơi hiếm này, T62 của Nga. Thì ở đây nó sẽ có cả hai con. Đây, nó sẽ có một khâu đồng đỏ, một khâu nhôm và đồng vàng, hai khâu to hai đầu. Chắn đồng dày 3 ly. Đấy. Dư hai con. Con này hơi lỏng tí thì mai tôi sẽ xử lý nhé. Con này một bộ cũng loại nhạt cùng màu mà bây giờ ra một bộ bên này thì rõ là đẹp. Nó xem báo không. Bên này vân rất là đẹp. Bên này thì lại chả có gì. Buồn thật. Có kích thước con số 9 rồi các nhé. Con số 9 dài 28 nhé. Mép mỏng các bác xem này. Rèn thủ công này. Mép mỏng này. Mép chữ V luôn nhé. Chắn đồng đục khít. Dày. Mỏng dẫn mũi. Đồng dân đầm tay. Con này có hai con thì cũng giao lưu với các bác này, giá 800 thôi các bác nhá. Hai con này tôi nghĩ là sẽ hết đầu tiên đấy. Đấy, con tiếp theo. Con này thì mai tôi sẽ sửa lại và đảm bảo cho các bác là nó sẽ ôm chặt. Con này dài 27, dày gần 7 ly. Con thép chốt xích xe tăng T62. Cũng chắn khít. Dày. Đây là hai con chốt xích xe tăng, con số 9 và con số 10. Tiếp theo đến hai con thép nhíp các bác nhá. Con này là con thép nhíp của mẹ trước nhưng mà chưa có bác nào chốt. Thì cái loại này là thép nhíp gát các bác nhá.
Con này thép nhíp gát, thấy để lâu lâu mà cũng không thấy gì này. Lưỡi dài 28, dày chừng gần 7 ly. Cán vỏ gỗ cẩm chì Bắc. Đấy, tại sao con này đẹp này, sao chả ai mua nhỉ? Mép bóng này mà. Ở các bác mua dao bên em ấy thì là thực sự là cái mép dao này nó là một cái rất là quan trọng. Không biết là anh em mà mua dao có để ý đến cái mép sử dụng này không? Nhiều người cái mép dày cứ bảo là sao họ chặt sắt được là chả là do cái mép nó dày. Còn mép mỏng này thì nhiều các bác có hỏi là dao của tôi có chặt được sắt không, thì nhiều lúc trả lời cũng hơi gượng trả lời. Mà chặt được các bác về các bác thử thì chết tôi, mà không may thì ăn được thật thì cũng là cái may mắn, còn không ăn được thì lại mang tiếng là dao không chặt được sắt. Đấy, nên là anh em rất thông cảm cái vấn đề là chúng tôi làm thật dao để dùng, không quảng cáo vớ vẩn các bác nhé. Vỏ gỗ cũng rất là đẹp. Con này là 800 bao cước chuyển khoản. Tiếp theo lên con này. Con này thì cũng có mỗi con nẻ nẻ ra thôi, thì cũng nuôi ra đây bán giao lưu với anh em luôn. Yêu sao vân vèo đẹp thế này. Các bác về mua trứng cũng đẹp cơ. Đấy. Bình thường thì chúng tôi bán giá nó sẽ cao hơn đấy, nhưng mà thôi giao lưu anh em thì có một số bác thì là chúng tôi báo giá cao hơn rồi đấy, nhưng mà không thích thì đây. Đây là dáng dao của nó các bác nhé. Con này thì bằng nhíp gì thì không rõ lắm, không nhớ lắm, vì cái này là chú thợ chú làm theo cảm hứng. Con dao này khá nặng các bác nhé. Sống nó dày 7 ly nhưng mà ra đến đây là phải tầm 5 ly. Khá là dày. Con này nặng nó cũng phải tầm 6 lạng. Cả vỏ nữa thì nó cũng phải gần cân. Dài 29. Chỗ rộng nhất là 6,5. Anh em nhé. Đồng giá các bác nào khách quen thì cũng như khách lạ thôi, các bác cứ chuyển khoản thì là bao cước, còn không thì các bác nhận thanh toán 30.000 tiền cước nữa. Đấy, thôi. Thì vừa rồi cũng chi tiết từng con một rồi, thì là anh em cứ xem cây nào mà nó còn thì chúng tôi cây nào bán chúng tôi sẽ để ghi về bình ghi ở trên cái phần bình luận là cây đã bán. Còn không thì là vẫn còn hàng, hoặc các bác gọi trực tiếp điện thoại cho tôi. Cây nào còn hàng thì tôi sẽ báo. Đấy. Để xem còn anh em cái nào phải giao lưu anh em không. Đây. Tiếp theo còn vài cây này thì là không biết các bác đã rời video chưa. Còn vài cây mông hoa này. Anh em nào mà cũng giao lưu ra đây liền giao lưu các bác luôn. Còn đây còn 5 con. Thì đây 5 con này thì cái loại gỗ này nó đắt hơn, thì chúng tôi bán là 900 đồng giá giao lưu các bác là 900 ngàn đồng một con nhé. Cái loại này là từ thép nhíp gác nhé. Này, con này thì vỏ vân này, chắn 3 ly này, không hai đầu. Khâu thì chúng tôi làm chìm vào gỗ nhé, chứ không làm nổi chứ. Làm nổi không làm nổi nhé, làm chìm rất là thẩm mỹ nhé. Dao, lưỡi dao mông hoa. Lưỡi dao nó quanh quẩn dài 27-28, tôi không đo kỹ các bác nhé, các bác mua thì. Dao lưỡi dao giống nhau thôi, chỉ khác nhau cái vỏ thôi, khác nhau cái vỏ kiểu này thôi. Đây cái loại này sọc này, sọc này, này thôi. Và cái con vỏ vuông này cũng thế. Bình thường giá chúng tôi bán nó sẽ hơn 1 triệu đấy, nhưng mà anh em mua thì đợt này là giảm giá 20% đi. Đấy.
Lưỡi dao bông hoa. Con này chưa mài tay lại. Con vỏ vuông này nhiều anh em thích lắm nha. Chắc cũng con này để chắn 2 ly thôi. Vẫn khá là đẹp. Đục lỗ đều tắp tắp này, các bác xem xiên bên kia nhé. Cây này chắc sẽ bay gấp này. Thôi, cái loại gỗ này nó đắt hơn một chút, đồng giá 900 các bác nhé. Anh em nào chốt thì có thể là các bác nào mà không xem đến đoạn cuối thì ok. Mấy nữa mà nó còn thì chúng tôi sẽ bán giá nó sẽ cao hơn một chút. Xin chào anh em, chúc các bác một cuối tuần vui vẻ. Xin chào các bác.